Trước ý kiến của một số cử tri và nhân dân về tình trạng chậm trả căn cước công dân gắn chip cho người dân ở một số nơi, lãnh đạo Bộ Công an đã nêu ra 3 nguyên nhân chính của tình trạng này. Đó là do nhiều người dân đăng ký nhưng sai địa chỉ, số điện thoại, nên khi thay đổi địa điểm, tức thường trú, đến lúc có khớp nối thông tin bị chệch choạc. Một số người dân có trách nhiệm khai báo hồ sơ và thông tin hồ sơ nhưng dữ liệu nhập vào không bảo đảm, đúng, đủ, sạch, dẫn đến không nhập được. Việc này lực lượng công an đang tiến hành chỉnh lại. Một số hồ sơ công an các địa phương khi nhập dữ liệu độ chính xác không cao, dẫn đến phân loại gặp khó khăn. Để khắc phục vấn đề này, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tăng cường công tác nghiệp vụ, quy trình, trình tự thủ tục, nâng cao hiệu quả công tác về giải quyết và tiếp nhận, chất lượng hồ sơ. Đồng thời lực lượng chức năng tiếp tục thông báo cụ thể đến các đơn vị cá nhân có sai sót để đến cơ quan công an hướng dẫn thêm. Tính đến ngày 10 tháng 7, Bộ Công an đã cấp được trên 67 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.